Tuệ Minh xin chào các khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh. Hôm nay, Tuệ Minh rất vui được gửi tới các bạn tập 4 bộ truyện Tình mới là xếp tổng của tác giả Kim Kim Giao. Vâng, thời gian Quốc Thắng và Bảo Ngọc yêu nhau không dài, nhưng cả hai đều cảm thấy rất hòa hợp về cả tâm hồn và thể xác. Đã có lúc, cả hai đều nghĩ rằng họ sinh ra là của nhau. Nhưng khi cô biết Quốc Thắng rất giàu có, cô lại cảm thấy cô và Quốc Thắng là hai người của hai thế giới khác nhau. Cô đã chủ động chia tay Quốc Thắng. Liệu Quốc Thắng có đồng ý chia tay với Bảo Ngọc hay không? Và câu chuyện tình yêu giữa Quốc Thắng và Bảo Ngọc sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bà chủ tịch chủ động gọi điện cho cô nhân viên hành chính nhỏ nhoi. Bảo Ngọc, phải không con? Dạ, phải ạ. Cô Như là mẹ Quốc Thắng, cô cháu mình gặp nhau tí nhé. Bảo Ngọc đứng hình, mẹ anh đã tìm đến, chắc là đã biết chuyện của anh và cô. Không lẽ giống như phim Hàn Quốc yêu cầu cô rời khỏi anh? Nhưng họ đã chia tay rồi mà, bắt cô nghỉ việc ở công ty, tránh xa anh ra. Mà kiểu gì bà chủ tịch đã lên tiếng rồi thì cô không thể không đi gặp được. Cô nghĩ mình không có gì phải sợ. Cô không đến với anh vì tiền, bà ấy cũng không thể sỉ nhục được cô. Đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi, cô lấy lại tinh thần, không có gì phải sợ. Họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê Quy gần công ty. Bà Quỳnh Như là đại gia đi lên bằng hai bàn tay trắng, nhưng tác phong của bà lại cao quý bẩm sinh. Tuy đã lớn tuổi, nhưng dáng người và nước da vẫn rất đẹp. Có một người mẹ cực phẩm như thế này, hèn gì Quốc Thắng lại đẹp trai đến như vậy. Nhìn thấy cô, bà cười dịu dàng. Lại đây, nè con. Dạ, con chào cô. Ừ, cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng, cô không có ý đồ gì đâu. Bảo Ngọc ngượng ngùng. Dạ. Cô vừa ngồi xuống thì bà đi thẳng vào vấn đề. Tác phong của bà là không quanh co. Cô nghe Thắng nói, con không chịu tiến tới với nó. Dạ, con nghĩ con và anh ấy không mấy phù hợp. Bà Như Quỳnh quấy nhẹ ly trà, giọng nhỏ nhẹ. Tính cách nó có vấn đề. Không phải ạ, anh ấy tốt lắm. Nó không đối xử tốt với con. Cũng không ạ, tất cả là do bản thân con thôi ạ. Bảo Ngọc hít một hơi rồi quyết tâm nói thẳng vấn đề với bà. Con là một phụ nữ đã từng có một đời chồng, gia cảnh nhà con lại rất bình thường. Tuy không nghèo khổ gì, nhưng so với gia đình nhà cô thì một trời một vực. Không nghĩ cũng thấy được, chúng con không có khả năng đến được với nhau. Cô khá bất ngờ khi thấy bà lại thở phào. Con đã thẳng thắn đến thế, thì cô cũng nói thật. Cô đã cho người tìm hiểu về con và gia đình. Bảo Ngọc không ngạc nhiên và cũng không cảm thấy bị xúc phạm về chuyện này. Với một gia đình như anh, họ không điều tra về cô mới là lạ. Cô bình tĩnh nói. Dạ, sống trong một gia đình như thế, chắc con phải rất tự hào. Vâng ạ. Con sợ cô sẽ phản đối vì chuyện con đã từng ly dị. Cũng là một phần ạ. Thế thì con chưa biết gì về cô, phải không? Cô cũng như con, trước khi kết hôn với ba của Thắng, cô cũng từng có một đời chồng. Nhưng ba Thắng, con trai của một gia đình gia giáo, không hề chê bai gì cô. Ông đã đấu tranh với cả dòng họ, quyết tâm cưới cô đấy. Tiếc là ông đi sớm quá. Bà nhớ lại người chồng đã mất của mình, nên tâm trạng có chút buồn. Sau lấy lại tinh thần bà nói tiếp. Không lẽ con nghĩ rằng phụ nữ từng lập gia đình thì không thể tìm kiếm hạnh phúc hay sao? Lúc trước mình chọn sai người, gặp đúng người rồi thì đừng bỏ lỡ con ạ. Nếu con và Thắng yêu nhau thật lòng thì cô tuyệt đối không ngăn cản. Bà ngừng lại một chút, uống trà rồi nói. Cô là một người phụ nữ tham vọng, đi lên từ hai bàn tay trắng. Để đạt được nó, cô đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng trong đời mình. Cô không có thời gian chăm sóc chồng, chăm sóc con, thậm chí không có thời gian cho bản thân mình. Khi chồng cô mất, cô ân hận biết mấy. Quốc Thắng giống y hệt cô ngày trước,
làm việc không biết mệt mỏi, chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương. Cho đến khi con xuất hiện là một người mẹ, cô biết con là người thích hợp với Thắng. Bà nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều về cuộc sống của mình. Cô đa phần lắng nghe, vừa thương cảm vừa ngưỡng mộ. Cô cũng nói về ba mẹ, em trai và bản thân mình. Dường như giữa họ không còn tồn tại khoảng cách. Có lẽ bởi vì bà Quỳnh Như là một người phụ nữ quá bản lĩnh. Dần dà, Bảo Ngọc cảm thấy bà nói gì cũng có lý. Quan trọng là Thắng là người thế nào, đối xử với con ra sao, chứ đừng bao giờ buông bỏ tình yêu chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ, con ạ. Bà Như cười cười. Cô khen con, cô thì cũng kỳ, nhưng cô có thể bảo đảm Thắng là người trọng tình. Trong công việc, nó khó tính, nhưng trong tình yêu, nó lại là người bao che khuyết điểm. Bảo Ngọc ngượng ngùng. Con cảm ơn cô. Nếu cô thật lòng yêu anh, thì có lẽ cô nên chấp nhận đối đầu với thử thách. Có điều, giờ hạ quyết tâm thì trễ mất rồi, họ đã chính thức chia tay. Cô buồn bã vì biết ra mặt mình quá mỏng, không có can đảm chủ động làm lành với anh. Du lịch hàng năm là phúc lợi mà bất kỳ nhân viên công chức nào cũng không muốn bỏ lỡ. Thứ nhất, đi ăn chơi sa đọa bằng tiền của công ty, tức là tiền chùa. Thứ hai, mấy ngày không phải còng lưng làm việc nhưng vẫn được hưởng lương bình thường. Thứ ba, cả năm đều phải mặc đồng phục, ai cũng như ai, không được khoe vẻ đẹp cá nhân. Đi chơi là dịp thỏa sức ăn diện, khoe hương khoe sắc. Thứ tư, đây là dịp duy nhất trong năm không bận tâm tôn ti trật tự, sếp lính đánh đồng, còn gì sung sướng bằng sếp cũng ăn như mình, chơi như mình, ngủ như mình. Thậm chí tạo xong đánh bài mà có mặt sếp thì không cần nể nang mà sát phạt tới bến. Bình thường là vậy, đợt này hơi bất thường. Nguyên nhân chính là cái vị sếp to nhất công ty có vẻ mặt chấn được yêu ma cũng tham gia. Thế là cái điều sung sướng thứ tư coi bộ khó thực hiện. Bảo Ngọc in thông báo công ty nghỉ 2 ngày làm việc, dán ở các cửa phòng ban, vào ngay cửa chính công ty. Vừa ngồi xuống ghế làm việc thì Quốc Thắng gọi ra, giọng lạnh tanh. Thông báo 3 giờ chiều họp. Dạ. Mọi người sôi sục, mai nghỉ đi chơi, giờ họp làm gì? Đừng nói là hủy nha, tiền công ty đã chi hết rồi, sao mà hủy được, sẽ thiệt hại nhiều lắm đó. Nghĩ vậy, nhưng ai cũng ngồi hộp, vì biết với tính cách ác ma của cái vị kia thì không gì là không thể. Facebook rộn ràng. Hoàng Nhi, đồ bơi sexy, tôi đã mua mấy bộ rồi nha, ổng mà hủy chuyến này thì tôi làm gì với nó? Thanh Hồng, mặc đi ngủ đi em, cũng đẹp lắm đó. Không được, em ngủ nu à, ha ha. Lan Phương lên tiếng, hu hu, không chịu đâu, lâu lâu mới được tự do, đừng mà. Bảo Ngọc lên tiếng, chắc không đâu, lúc nãy thấy chị Nguyên gọi điện đặt phòng cho sếp mà, không đi thì đặt thêm phòng làm chi. Thanh Hồng an ủi, mấy người yêu bóng vía thôi, chứ không có hủy đâu mà lo. Hoàng Nhi lên tiếng, ai mà biết được ổng, không thì giờ này còn họp hành gì, đợi đi chơi về họp không được sao? Lan Phương, đây chính là phong cách làm người của sếp thân yêu, tuyệt đối phải tra tấn tinh thần của nhân dân thì người ấy mới hạnh phúc được. Bảo Ngọc cười, nói quá, ổng cũng đâu đến nỗi nào. Thanh Hồng, dừng, bà Loli không được bênh ổng nha, bà sống sung sướng, không hiểu được nỗi khổ của những con dân như tụi tôi. Ngày ngày, giờ giờ bị ổng dùng 18 cung hình, đau đớn từ thể xác tới tinh thần. Hoàng Nhi nói tiếp, chị Loli làm bên hành chính, tuy là cấp dưới trực tiếp của đại nhân, nhưng mọi việc đều làm theo guồng có sẵn, không ảnh hưởng đến tâm sinh lý của tổng tài. Còn tụi em, làm gì cũng dính dáng đến sếp, sai một số, ổng đánh 10 hèo. Không sai chữ nào, nhưng trình bày không xuôi tai, đánh 20 hèo. Không có tinh thần học hỏi, đánh nát mông, hu hu. Lan Phương, nghe chị Hương tiếp tân kể, hôm qua quên thay hoa, sếp đi ngang qua không nói gì. Nhưng chiều đó, cả bà bị gọi vô phòng anh quản lý, cảnh cáo một trận. Trời ơi, chỉ là một bông hoa thôi mà, làm chi mà ác dữ vậy?
Bảo Ngọc vẫn cảm thấy anh bị oan rồi. Mà sao mọi người biết là vì bông hoa, anh quản lý nói hả? Lan Phương lên tiếng. À không, ai cũng đoán vậy thôi. Nghe kể là anh quản lý xảy chuyện khác. Nhưng ảnh có mấy khi la ai bao giờ. Tự nhiên vậy nên mọi người suy luận ra mà. Thanh Hồng, công nhận là chuyện gì mọi người cũng quy cho ổng hết à. Không đúng thì cũng phải coi lại cách ăn ở. Đúng 3 giờ chiều, toàn thể công ty tập hợp tại phòng họp mà ai cũng căng như dây đàn. Nhưng hóa ra là hiểu lầm hết cả. Lần này, xếp thắng từ ác ma được phong thành thần tiên có cánh, đầu tỏa hào quang. Vị đại bốt nói trong cuộc họp như sau. Họp hôm nay là liên quan đến chuyện ngày mai công ty chúng ta đi du lịch. Tim ai cũng đạp như trống dồn. Mọi người cũng biết là đợt này, theo chỉ thị của chủ tịch, thì tất cả nhân viên, thấp hay cao đều phải tham gia. Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, mọi người an tâm, cứ thoải mái tư tưởng, tất cả đều như mọi năm, không có gì thay đổi. Mọi người chơi vui vẻ, tự do, đừng bận tâm đến nhân vật như tôi. Tôi chỉ đứng bên lề cuộc vui, góp mặt cho đủ vậy thôi. Tim mọi người lại đập bình thường. Khách sạn nơi chúng ta đăng ký có một bar, sàn nhảy ngay dưới tầng hầm. Để khen thưởng cho mọi người đã làm việc hết mình cho dự án đang triển khai rất tốt, cá nhân tôi sẽ chi trả cho mọi người vui chơi tại đây một đêm, bao trọn gói. Nghe đến đây thì phòng họp như nổ tung vì tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo sung sướng. Quả nhiên là đại bốt chơi rất sộp. Sếp ơi, em muốn hôn sếp. Sếp là thần tượng của em. Sếp ơi, I love you. Sếp number one. Oh yeah, đại bốt đáng yêu quá đi. Hơn 80% thành phần công ty là những người trẻ tuổi, vì vậy đây quả là một tin còn hơn cả tuyệt vời. Thế mới nói, ác ma hay thiên thần, ranh giới là rất nhỏ nhoi. Bảo Ngọc chọt chọt Thanh Hồng. Ê, bà Hồng, mới cách đây mấy phút, tôi nghe bà phê phán, đại bốt đáng yêu, dữ dội lắm nha, bây giờ giọng bà to nhất đó. Thanh Hồng không có cốt khí trả lời. Tôi là người tức thời, bà biết chưa? Ăn ngay nói thật, ha ha. Thì lúc nào, ổng đáng yêu thì tôi mới khen chứ sao? Bà nhìn thấy mấy nàng tiếp tân kìa, không phải lúc nãy còn chủ ụ một đống sao, mà bây giờ muốn lao lên hôn ổng cái kìa. Nhìn thấy Như Quỳnh hôn gió anh, Bảo Ngọc ấm ức. Hôn cũng phải để cô hôn, không tới phiên mấy người chứ. Hoàn toàn quên mất, hai người đã chính thức chia tay từ tối hôm qua. Thanh Hồng bỗng nổi cơn thắc mắc. Mà mai, sếp có đi chung xe với tụi mình không ta? Lan Phương nghĩ nghĩ. Bình thường, ổng đi xe Rolls Royce đó. Giờ đi xe 50 chỗ, em đoán chắc không đâu. Thanh Hùng vốn rất quen thuộc với tác phong của Quốc Thắng nên chen giọng vào. Cũng không biết được à, bình thường làm việc riêng thì ổng mới đi xe ổng thôi, còn công việc là đi xe công ty. Tan họp, Bảo Ngọc đang thu xếp ra về thì chị Nguyên, người phụ trách chuyến đi gọi điện thoại. Ngọc ơi, mai anh Thắng đi cùng mọi người. Chị nghĩ em với ảnh dễ nói chuyện nên xếp hai người chung xe. Lên xe trước thì dành một chỗ cho anh Thắng nghe em. Đến nơi thì chịu khó để ý nhu cầu của ảnh một chút. Hả? Em cũng đâu có thân đâu chị. Cũng là thân nhất công ty rồi. Chịu khó chút đi. Em tiếp xúc nhiều với ảnh, biết ứng phó hơn mọi người mà cưng. Hy sinh chút xíu đi hen. Anh Thắng ảnh không có trợ lý riêng chăm sóc mấy việc này. Cô yếu xìu. Dạ, em biết rồi. Giờ thì hay rồi, hôm trước chia tay, hôm sau làm nô tỳ cho người yêu cũ. Có ai thảm hơn cô không? Còn có, cái gì gọi là để ý nhu cầu? Cái này là vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Người nói không có ý, nhưng người nghe không thể không nghĩ bậy. Huống hồ, bình thường theo cô thấy, thì nhu cầu của sếp cũng cao lắm. Lúc còn tại trước bạn gái, thì miễn cưỡng gọi là có thể đáp ứng. Nhưng giờ cô chủ động từ chối rồi đó. Sao còn bắt cô để ý nhu cầu? Chị Nguyên cũng quá là trong sáng rồi. Thứ lỗi là cô không được trong sáng như vậy.
báo hại, cả đêm cô nằm mơ. Nghĩ nhiều về chuyện đương nhiên nằm mơ về chuyện đó, Bảo Ngọc có một giấc mơ vô cùng ướt át, mộng xuân. Đối tượng không ai khác ngoài vị đại boss đáng yêu, vừa mọc cánh thiên thần. Vị thiên thần với đôi cánh trắng, toàn thân trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, môi đỏ, răng trắng, đang dương cao cây cung, cương quyết bắn mũi tên tình yêu vào cô, một mũi lại một mũi. Dù cô né tránh thế nào, thì mũi tên cũng bay trúng đích, đáp xuống ngực cô. Cô không cảm thấy đau, mà toàn thân tê dại, mũi tên như những cọng lông nhẹ vút lên ngực thần của cô. Thoát một cái, vị thần trần trụi ấy đã tiến đến bên cạnh, ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người, sát đến mức ngực cô dán chặt vào ngực anh. Vị thần nhếch môi. Yêu anh không? Yêu. Có muốn anh không? Muốn. Anh trong giấc mơ của cô, với đôi cánh trắng phần phật phía sau lưng, mang cô bay lên cao, chìm vào những đám mây trên bầu trời, làm chuyện bậy bạ. Cô giật mình tỉnh giấc, hai má nóng ran, nơi nào đó ướt đẫm, thật vô cùng xấu hổ. Vì nướng cơm manh áo, cô không thể không giữ chỗ trên xe cho vị xếp tổng đại nhân. Cô ngồi cạnh lối đi, nhường vị trí phía trong cho anh. Tới giờ xuất phát, vị thần tình yêu trong mộng của cô nhẩn nha lên xe. Không đợi cô gọi, thì lại chỗ cô ngồi chỉ vào trong, bảo cô ngồi đấy. Nhìn thấy anh, nghĩ đến giấc mơ đêm qua, cô cúi gầm mặt, xấu hổ không nói nổi. Anh không biết gì, chỉ thấy má cô đỏ ửng, không kiềm chế được đưa tay sờ sờ. Cũng không sốt. Anh ngồi bên cạnh, đôi chân dài co ro không đủ chỗ để, thật hết sức đáng thương. Cô ngượng ngùng. Không ấy, anh duỗi qua bên em một chút xem có thoải mái hơn không? Anh nghe vậy, âm thầm cười toe toét trong lòng, xoay sang gạt hẳn tay đưa chính giữa hai ghế, ngồi lên trên, tạo khoảng trống, rồi lấn hẳn nửa người sang ghế của cô. Bảo Ngọc thấp cổ bé họng, bị ép sát vào trong. Mọi người đã ổn định chỗ, ngồi từ trước, nên cũng không ai nhìn thấy tình trạng khó xử của cô nhân viên hành chính bé nhỏ, bị vị đại bốt chiếm nửa cái ghế. Bảo Ngọc lo sợ, anh sẽ hành động bậy bạ, nhưng may mắn là Quốc Thắng cả đường đi vô cùng quy củ và lạnh lùng, ngoại trừ việc lấn chiếm chỗ của cô. Sắc mặt từ lúc lên xe đến bước xuống không hề thay đổi, điều đó lại khiến cô đau xót trong lòng. Phụ nữ vốn là như vậy, rất hay tự mình tìm khổ, là người chủ động muốn chia tay, nhưng khi đối phương hợp tác thì lại vô cùng đau khổ, tủi thân. Trong khi mọi người nhốn nháo, chờ nhận phòng, thì chị Nguyên đã nhanh chóng chạy lại chỗ cô bàn giao chìa khóa. Đây là phòng xếp Thắng, 204, đây là phòng em Nhi, 206. Cô trợn to mắt. Chìa khóa phòng xếp đưa cho em làm gì? Cái cô này đã giao cho em trách nhiệm theo sát anh Thắng còn gì. Chị xếp em ngay cạnh luôn đấy, nhớ để ý giúp chị. Mọi người đều trông cậy vào em. Bảo Ngọc mếu máo. Em biết rồi. Cô giáo giác nhìn quanh tìm kiếm. Anh đang ngồi trong sảnh VIP, nhẩn nha uống cà phê. Mặc kệ tình hình bên ngoài, mấy trăm nhân viên đang hỗn loạn bát nháo. Quả nhiên, người với người cách nhau rất xa. Cô thở dài một hơi lấy tinh thần, quyết tâm giữ vững hình tượng người phụ nữ thế kỷ 21. Mạnh mẽ vang dội, hùng hổ tiến quân, thấy chết không sờn. Tiếc là cô chỉ giữ vững được trận địa một chốc, khi anh vừa ngước lên thì cô ỉu xìu. Chìa khóa phòng của anh đây. Quốc Thắng liếc nhìn thẻ từ trên tay cô, 206, anh kín đáo mỉm cười. Phải tăng lương cho cô nàng Nguyên mới được, làm việc rất đúng chuyên môn. Bảo Ngọc khoác vai Hoàng Nhi tung tăng đi vào thang máy. Phải đến chiều, khi mọi người đã được sắp xếp ổn thỏa, thì tất cả mới tập hợp để vui chơi tập thể. Vì chơi ở biển, hầu hết đều thay đồ bơi. Như Quỳnh, thân hình như một người mẫu mặc một bộ bikini màu xanh chuối, eo quấn hở tấm khăn mỏng trong suốt, đốt mắt người nhìn, khuôn mặt trang điểm đậm. Nàng ta uốn éo đi xuống sảnh, lông mi nặng trĩu vì mascara không làm ảnh hưởng đến đôi mắt 10 trên 10. Liếc thấy Quốc Thắng đang ngồi thảnh thơi ngắm biển, Như Quỳnh nhanh chóng đánh mông tiến lại, hơi ưỡn ngực. Em ngồi đây được không anh? Ừ, em tự nhiên đi.
Anh không bận tâm, vẫn chăm chú nhìn ra xa. Cô nàng cố gắng bắt chuyện, dường như anh không nghe thấy nên chẳng trả lời. Như Quỳnh sụ mặt nhưng không rời đi mà kiên nhẫn đóng đô. Nàng ta gọi phục vụ, kêu một ly nước ép dưa hấu rồi khêu gội nhấp môi. Đáng tiếc, tự biên, tự diễn. Trên bãi biển, Bảo Ngọc mặc quần short jean, khoe đôi chân trắng muốt, thẳng tắp. Áo ba lỗ thể thao màu hồng bó sát vào người, khuôn ngực cúc A nhỏ xinh. Cô cùng đám bạn thân nghịch sóng, cười giỡn vang cả góc trời. Anh nhìn không chớp mắt, có đôi chút tức giận. Vui vẻ quá đi, chẳng bù cho mình, ngồi đây mà nhớ em đến phát điên. Trong lúc vị đại sắc lang đang hình dung cô mặc quần chip màu gì, thì cô tình cờ nhìn lên bờ. Không nhìn thấy ánh mắt mơ màng của anh đang ngắm mình, cô chỉ thấy Như Quỳnh, đại mỹ nữ tự phong, đang ngồi cạnh đại bốt. Bộ ngực đồ sộ của nàng ta muốn nhảy ra khỏi mảnh áo bé tí, nghiêng hẳn sang phía anh cười nói. Mà anh thì rõ ràng rất hưởng thụ, đôi mắt đã bị cặp kính đen che lấp, không biết đang nhìn đến địa phương nào. Khóe miệng đang cong lên của cô cụp hẳn xuống, cô phi thường tức giận. Dù biết sự tức giận của mình rất phi lý, nhưng cô không kiểm soát được mình. Dù sao, cô cũng là người yêu cũ. Trước mặt người yêu cũ mà có hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế là vô cùng quá đáng. Không phải anh từng nói không để ý đến cô ta sao? Bây giờ thì hay lắm, cô nàng vừa lột đồ ra là nhìn với ánh mắt háo sắc ngay, oan ức cho anh quá. Cô độc ác nguyền rủa, hy vọng nàng ta mua phải mascara đều, bộ mặt đậm đặc son phấn kia nhúng xuống nước sẽ bị nhòe nhòe hết đi. Nghĩ lại mình, thân hình không hấp dẫn, ăn mặc xuề xòa, lại để nguyên mặt mộc đi tung tăng, cảm giác tự tin tràn ngập trong lòng. Nghịch sóng cũng không thấy vui nữa, cô đi lên bờ, chọn một chiếc ghế cách xa anh. Vừa ngồi xuống, phát phát tóc cho bớt nước, thì nhóm thanh niên trẻ trung phòng kinh doanh ùa xuống, bù xung quanh cô tám chuyện, bàn luận chút nữa, chơi tập thể, cô sẽ tham gia nhóm nào. Phòng kế toán toàn nữ, nên đương nhiên cô theo các anh chàng phòng kinh doanh để cân đối đội hình. Sự hồ hởi, vui tính của mọi người giúp cô quên bén đi chuyện mình đang phiền lòng với vị đại bốt ngồi đằng kia. Quốc Thắng nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ bé xinh xắn như một cô công chúa ngồi giữa, xung quanh là vô số các chàng trai trẻ trung, vui vẻ thì đen mặt. Anh lầu bầu, Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Như Quỳnh không nghe rõ hỏi lại, anh nói gì vậy ạ? Anh đứng dậy, giận dỗi bỏ đi. Như Quỳnh nói với theo, anh Thắng không tham gia chơi với mọi người à? Không nhận được tiếng trả lời, nàng ta dậm chân dậm tay. Thật ra, không phải anh cố tình lơ Như Quỳnh. Chỉ vì hiện tại đầu óc anh chỉ tập trung vào một chuyện, nên hoàn toàn không biết bên cạnh mình đang có một mỹ nữ léo nhéo. Vị hoàng tử đang bận ghen ghét đám chú lùn vây quanh Bạch Tuyết. Tuy nam thanh niên phòng kinh doanh không phải ai cũng lùn, đồng ý là cũng có người lùn thật. Nhiều người khá cao ráo và đẹp trai, nhưng nếu so sánh với anh thì khoảng cách khá xa. Vì trong mắt anh mà nói, họ là chú lùn hết, rất quá đáng. Quốc Thắng quyết định mắt không thấy, tâm không phiền nên đi thay quần bơi. 10 phút sau, anh xuất hiện ở hồ bơi, thu hút sự chú ý của tất cả phụ nữ, già trẻ lớn bé. Anh mặc quần bơi tam giác, ôm sát cặp mông tròn cứng rắn, lộ đôi chân dài miên man săn chắc. Toàn thân không một chút mỡ thừa, với cơ bụng 6 múi lộ rõ, vòng ngực như tượng tạc. Sau khi đeo kính bơi, thì duyên dáng thả người bơi 100 mét, nhanh như một mũi tên. Tiếng hò reo xung quanh hồ không làm anh bận tâm. Wow, sếp đỉnh quá sếp ơi! Sếp là nam thần trong lòng em! Đám đàn ông thì chạc lưỡi. Ông trời thật quá bất công. Cô nàng hiền phòng kế toán béo trục béo tròn trong bộ đồ bơi hai mảnh, há hốc miệng, như muốn nhiều nước miếng ra ngoài. Đàn ông là phải như thế kia, ai xương sẩu như ông chồng nhà mình. Như Quỳnh nghe reo hò thì chen vào chỗ Hương và Thủy đang đứng. Cô nàng cũng há hốc miệng, nhìn thần tượng của mình khỏa thân. À, gần như thôi, bơi trong làn nước trong xanh. Thấy không, chị đã nói rồi mà, anh Thắng mà cởi áo sơ mi ra thì cơ bắp cuồn cuộn. Cơ thể ấy chỉ xứng với người có thân hình như chị, một ngày không xa. Mắt nàng ta nheo lại,
tay tưởng tượng sờ soạng trong không khí. Hương, Thủy chủ động giạt ra. Như Quỳnh mon men xuống nước, uyển chuyển bơi ếch lại gần anh. Đầu vừa ngụp nước xuống, ngẩng mặt lên thở thì anh đã lên bờ. Tay bám vào thang vịn, mái tóc ngắn nhỏ nước chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh nam tính, lăn xuống cổ, trượt qua yết hầu đang khẽ cử động. Hai điểm đỏ nhỏ xíu trước ngực, ướt át, khiến các sắc nữ muốn hôn mê. Bảo Ngọc nheo mắt nhìn từ xa, cô nghĩ, khỏa thân chạy nhảy lung tung, không khỏi nhớ đến cách đây ít lâu, họ cũng vẫy vùng trong hồ bơi tại nhà anh. Anh còn cam đoan, nhất định phải dạy cô bơi cho bằng được. Tiếc là, định lực của anh không đủ mạnh, suýt nữa đẻ cô ra, làm tình ngay tại hồ. Sau lần đó, anh đi công tác, rồi vì quyết định của cô, họ không còn cơ hội quấn quýt bên nhau như thế nữa. Đến giờ, cô vẫn chưa biết bơi. Thời gian chỉ như một cái chớp mắt, họ đã càng lúc càng xa nhau. Đó hoàn toàn là lỗi của cô. Giữa con tim và lý trí, cô đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Vì vậy, cô không thể trách móc gì anh, cô chỉ đau lòng. Dù gặp anh hàng ngày, dù anh đứng ngay trước mắt, cô vẫn thấy nhớ anh, nhớ cồn cào, quặn thắt cả tim gan. Cô hối hận rồi, cô hối hận vì sao lại sợ miệng lưỡi thế gian. Cô hối hận vì sao lại đi đến quán kem đấy gặp chồng cũ. Cô hối hận vì 5 lần 7 lượt né tránh chuyện lâu dài với anh. Cô hối hận vì nói lời chia tay. Nhưng giờ anh đã chấp nhận chuyện đó. Có lẽ anh đã không còn yêu cô nữa. Có lẽ anh không thể tha thứ cho sự đồng đành khó chiều của cô. Hoạt động tập thể vào buổi chiều của công ty rất sôi nổi. Cô cười cười nói, tham gia rất nhiệt tình. Hoàn toàn đem mình hòa vào đám đông náo nhiệt. Nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng mình đang rất đau. Cô không trốn tìm anh trong dòng người nữa, vì nhìn thấy anh, cô càng đau lòng hơn. Mọi người hẹn 9 giờ tối tụ tập dưới ba ở tầng hầm. Bảo Ngọc mặc một chiếc váy màu vàng nhạt hở vai, ngắn trên đầu gối, hơi xòe nhẹ. Cô nghe theo lời khuyên của cô bạn cùng phòng, trang điểm một chút và đánh son môi đỏ tươi. Hoàng Nhi trầm trồ. Loli à, em ngưỡng mộ chị thật đó. Trông yêu quá đi. Em mà là đàn ông, nhất định theo đuổi chị. Tối nay, nhất định phải bắt được một anh nha. Ha ha, đương nhiên, tối nay nhất định chị phải kiếm một anh đẹp trai. Nếu không mặc đẹp để làm gì? Có tiếng gõ cửa, Hoàng Nhi nói. Chắc anh Vũ đến đón em đó. Mình đi thôi chị. Ừ, chị xong rồi đây. Điện thoại cô reo ầm ĩ. Chị Nguyên đây em. Em đi ba, nhớ ghé qua phòng anh Thắng mời ảnh nha cưng. Dù gì, ảnh cũng là người trả tiền. Chúng ta phải o bế một chút. Tiếng trong điện thoại khá lớn, nên Hoàng Nhi cũng nghe thấy. Cô bé cười toe toét. Em không gặp sếp đâu. Chị qua đó đi. Vậy em đi với anh Vũ trước. Chị đi chung với sếp nha. He he. Nói xong, không chờ cô phản ứng thì cô bé kéo bạn trai chạy mất. Bảo Ngọc chần chừ đứng trước cửa phòng 204, cuối cùng cũng quyết tâm gõ cửa. Hình ảnh anh đang chuẩn bị đi ngủ nên chỉ mặc quần đùi như ở nhà, cô lí nhí. Anh có đi xuống ba chơi với mọi người không? Vốn không định đi, nhưng nhìn thấy cách ăn mặc của cô, anh không thể để cô một mình vui chơi với đám đàn ông được. Anh mở rộng cửa. Vào đi, chờ anh thay đồ. Cô rụt rè bước vào, anh nhanh chóng đóng cửa lại. Thấy hành động của anh, cô có một chút mong chờ. Anh sẽ hôn cô và họ nhanh chóng làm lành. Trong lúc đầu óc mơ màng nghĩ lung tung thì anh đã cởi sạch sẽ, tim cô đập thình thịch. Nhưng anh lại chẳng hề có ý định làm gì cô cả, chỉ đơn giản là mặc đồ khác vào. Vì xoay người vào trong nên anh không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trong mắt cô. Chính cô cảm thấy vô cùng xấu hổ với những suy nghĩ xảy ra trong đầu mình. Lần này họ bị lệch nhịp. Cô luống cuống đi theo sau lưng anh. Khi vào trong ba, dưới ánh đèn chớp tắt đầy màu sắc, âm thanh đập đùng vào lỗ tai, cô vẫn nghe thấy mọi người la to gọi cô nhập bọn. Ngay lập tức, cô bỏ rơi anh không thương xót. Cơ bản là vì cô muốn trốn tránh sự xấu hổ của chính bản thân mình. Vốn muốn túm lấy cô lôi lại,
nhưng nhìn quanh toàn là nhân viên trong công ty. Cô thì da mặt mỏng, nên cuối cùng anh đành tức tối để cô chạy mất. Bản thân anh lại không thích hợp gia nhập đám nhân viên. Anh tìm chỗ thích hợp quan sát hành động của cô rồi ngồi xuống. Quả thật, khi gia nhập với những người cùng tuổi, cô rất hoạt bát. Anh say đắm nhìn cô cười mà ngẩn ngơ. Tất cả tính cách của cô, khi tươi tắn, khi hài hước, lúc lại đằm thắm dịu dàng, đều khiến anh như mê, như say. Cô là tất cả những gì anh muốn có, tâm hồn, trái tim, cũng như cơ thể của cô phải thuộc về anh. Nhiều người ghé qua chỗ anh mời rượu, anh cười cười và nhấp môi cho có lệ. Bàn bên kia, Bảo Ngọc đang bôi muối lên miệng chai Corona. Trong khi mọi người đã tràn xuống sàn nhảy, thì cô ngồi tại chỗ lắc lư theo điệu nhạc. Quốc Thắng nheo mắt, anh kín đáo đổ hết ly rượu tây lên má áo của mình, cười gian tà. Tay ngoắc một chàng phục vụ gần đó, rồi thì thầm đó vào tai anh ta. Quốc Thắng đứng tựa lưng vào tường trước cửa phòng mình chờ đợi. Chẳng bao lâu Bảo Ngọc đi tới. Chiếc váy vàng không tay xinh đẹp của cô dính một mảng màu đỏ loang lổ. Phòng cô ngay cạnh phòng anh, nên dù rất ngại khi trông thấy anh, cô cũng không thể né tránh. Cửa phòng anh đang mở, nhưng anh lại đứng đấy, người nồng nặc mùi rượu. Choán hết đường đi của cô đành lên tiếng. Áo em bị bẩn, em về thay đồ. Khi cô định bước ngang qua anh, thì bỗng thấy choáng váng đầu óc. Anh hành động rất nhanh, phải nói là vô cùng nhanh, kéo cô vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Hai tay cô bị cố định trên tường, hơi thở anh dồn dập phả vào mặt cô. Anh bá đạo nói, để anh thay cho. Không cho phép cô phản ứng, môi anh đã áp vào môi cô, trả sát. Anh mút mạnh đến mức cô phải rên lên. Trong lúc đôi môi nóng bỏng của anh trượt dần xuống cổ, rồi đắm đuối hôn cô, hai tay cô được giải phóng, cô liền đan nó vào mái tóc mềm mại của anh ghì chặt. Anh và cô đều cảm thấy dường như đã một thế kỷ rồi anh và cô không được chạm vào nhau. Anh phải từ từ hưởng thụ. Cô muốn anh ngay lập tức, trong khi cô dần như đã khỏa thân thì anh vẫn áo quần đầy đủ. Cơ thể nồng mùi rượu nhưng miệng anh lại không có vị đắng, lại ngọt như đường mật. Vừa say sưa hôn cô, anh vừa lột miếng vải nhỏ bé cuối cùng còn sót lại. Cô muốn cởi áo của anh, cô muốn ngắm nhìn và hôn lên những múi cơ trên cơ thể anh. Cô gần như van nài. Yêu em đi. Anh hỏi lại, em có chắc là mình muốn vậy không? Có, em chắc chắn. Không phải muốn bỏ rơi anh hay sao? Giọng cô run rẩy. Không, không có, là em sai rồi. Anh hôn lên môi cô, một ngón tay chui vào bên trong cơ thể cô ra lệnh, nói em yêu anh đi. Bảo Ngọc đã hoàn toàn bị anh kiểm soát. Em yêu anh. Vậy mới là cô gái ngoan của anh. Quốc Thắng bế bổng cô đặt lên giường, rồi nhanh chóng hai người lao vào nhau rất say sưa. Kích tỉnh qua đi, họ ôm nhau trên giường, ngón tay cô vẽ vòng tròn lên ngực trần của anh. Em xin lỗi. Là em sai rồi. Anh hôn lên đỉnh đầu cô mỉm cười. Hành hạ anh đến thế, có thấy vui không? Cô lắc đầu. Không, không vui tí nào. Anh thì lại thấy em rất vui đấy chứ. Trong khi anh không thể làm được việc vì nhớ em, thì em vẫn tung tăng, tươi hớn còn gì, lại còn hẹn hò với chồng cũ nữa cơ mà. Cô ngồi bật dậy, cảm thấy lành lạnh vì bộ ngực trần ra ngoài. Cô kéo chăn cuốn lại mình, nhăn mặt nhìn anh. Anh vẫn ấm ức đấy à? Em đã nói là em xin lỗi còn gì. Quốc Thắng vội kéo cô ngã xuống người mình xoa dịu. Anh dỗi tí không được hay sao? Không được thì thôi, anh không dỗi nữa, không dỗi nữa đâu. Đừng giận, đừng giận. Anh vừa đè cô, vừa sờ vào điểm nhột mà cô không chịu nổi. Cô cười khanh khách. Buông em ra, anh nặng quá đi. Sao lúc nãy không thấy em kêu nặng nhỉ? Bảo mặt đỏ mặt. Bảo Ngọc đỏ mặt, vẫn cười không ngừng được. Lúc nãy khác. Hai người đùa giỡn một lúc thì cô chợt nhận ra. Hơn 12 giờ đêm rồi, anh mau mau lấy đồ lại đây cho em phải về phòng ngay.
Quốc Thắng nhíu hai hàng lông mày. Không ngủ lại đây. Anh đừng đùa, chúng ta đang đi với công ty đấy. Họ phát hiện ra thì em chỉ có nước bỏ trốn khỏi trái đất. Mau mau, lấy đồ cho em. Lúc nãy anh vứt áo lót của em đi đâu rồi? Cuối cùng, anh không tình nguyện đi tìm áo cho cô, rồi tiễn cô ra tận cửa. Ngoài hành lang không có ai, cô vội đẩy anh vào trong, rồi nhanh chóng chuồn về phòng 206. May mắn là bạn cùng phòng vẫn còn ham chơi, chưa về. Bảo Ngọc tắm rửa rồi đi ngủ. Sau bao lâu, cô cũng đã tìm được giấc ngủ ngon, trên môi vẫn còn nở nụ cười. Ở phòng bên cạnh, Quốc Thắng ngủ cũng rất ngon. Tua lại một chút đoạn Quốc Thắng thì thầm vào tai, anh phục vụ, tay đút tiền vào túi anh ta. Anh phục vụ mỉm cười, chờ anh ra khỏi cửa thì bưng khay rượu vang đỏ đi ngang qua bàn của Bảo Ngọc. Không cẩn thận, va vào góc bàn, ly rượu đổ ập lên váy cô. Đại bốt mà không gian trá, sao xứng với danh xưng. Bảo Ngọc dậy rất sớm, vừa đánh răng vừa hát líu lo. Nhìn vào gương, cô thấy một cô gái tươi tắn với đôi má ửng hồng. Cô mỉm cười. Nghe tiếng lục đục, Hoàng Nhi nheo mắt thức dậy nhìn đồng hồ, giọng uể oải. Chị dậy sớm dữ vậy? Em cứ ngủ đi, chị đi chạy bộ một chút. Cô mặc quần sóc và áo thun thể thao, mang giày bata xanh đen, tóc buộc gọn đuôi ngựa. Bước ra cửa đã thấy Quốc Thắng chờ sẵn bên ngoài, chụp lấy định hôn cô. Bảo Ngọc vội vàng đẩy anh ra. Anh đứng đắn chút đi, người ta nhìn thấy là em nghỉ chơi với anh luôn. Anh giả vờ sụ mặt. Lén lút, cứ như anh là gian phu vậy. Ha ha, thật ra thì nhan sắc anh rất có tiềm năng đấy. Nói xong, cô chạy một mạch. Khách của resort đêm qua hơn 90% là công ty thần tài. Ban ngày, mọi người hoạt động ngoài biển, đêm thì hò hét nhảy trong ba, nên vào lúc 5 giờ sáng như thế này, ngoài hai người họ thì chỉ có nhân viên khách sạn. Trời còn tối, tiếng sóng biển rì rào, gió luồn qua hàng cây phi lao trên bờ biển, nghe xào xạc. Bảo Ngọc chạy phía trước, bị gió biển phả vào người, rùng mình vì lạnh. Quốc Thắng nhanh chân, dùng cả hai tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Cô cười khanh khách dễ dụa. Không muốn, buông em ra ngay. Không buông. Lợi dụng chênh lệch hình thể giữa hai người, anh nhấc bổng cô lên, xoay lại, vác cô lên vai chạy băng băng trên bờ cát. Cô động đậy thì bị anh vỗ bôm bốp vào mông. Ngoan chút đi. Có anh ấy, ngoan đi, thả em xuống mau. Yên lặng, dẫn em đi xem mặt trời mọc. Bảo Ngọc bị chúi đầu xuống, quyết định dùng cả hai tay cù vào eo anh. Anh không nhột, nhưng trả đũa lại bằng cách thò bàn chân tả áp vào ống quần sóc của cô, xoa mông. Cô ầm ĩ. Sắc lang, tha cho em nhột. Anh nghe nói, dây thần kinh ở mông không thể gây nhột được, em đừng có lừa anh. Mà có nhột thật thì cũng kệ, vì anh thích mà, rất mịn màng. Bảo Ngọc ra mặt vẫn không dày bằng anh. Anh thật là không biết xấu hổ gì cả. Anh sờ vợ anh, cứ sờ vợ, ai mà anh không phải xấu hổ. Bàn tay anh còn cố gắng luồn lách vào những chỗ khác, cô ngượng chín cả người. Ai là vợ anh chứ? Anh thả em xuống mau. Bất ngờ, anh thả cô xuống thật. Anh nói, đến rồi. Bảo Ngọc nhìn ngắm xung quanh, trợn tròn mắt. Lúc này, trời dần dần chuyển màu, cảnh tượng vẫn chưa rõ ràng mà mờ mờ ảo ảo. Ban ngày, chơi đùa trên bãi biển mà cô không phát hiện ra gần khu resort lại có một nơi đẹp đẽ nhường này. Những tảng đá to nhỏ rãi đều, nhiều phiến đá phủ một lớp rêu xanh mướt, sóng vỗ vào đá, tạo thành những lớp bọt trắng xóa, dòng nước lại luồn lách theo những kẽ đá vào sâu bên trong. Chúng ta ngồi đây chờ mặt trời mọc. Anh ngồi xuống cát, gần phiến đá to nhẵn thín. Cô đang say sưa quan sát thì bị anh kéo hẳn vào lòng. Bàn tay to bản xoa xoa cánh tay trần lạnh ngắt của cô. Để anh ủ ấm cho nào. Vị trí ngồi của họ kín đáo nên cô cũng thả lòng tâm tình, thoải mái ngồi im trong vòng tay anh. Trời rất trong, phía chân trời bắt đầu ửng đỏ,
chẳng mấy chốc, bình minh ló dạng. Anh tỉ cầm lên vai cô, má cọ cọ vào những sợi tóc mai lất phất. Anh ngửi thấy mùi hương như có như không thuộc về riêng cô. Anh rút vào cổ cô hít hà. Em tắm bằng gì mà lại thơm thế hả? Bảo Ngọc bị nhột, rụt cổ lại. Vừa xoay sang, định nói chuyện thì môi cô đã bị cắn. Lưỡi anh xâm lược, lướt trên răng cô, cảm nhận vị bạc hà tươi mát. Cô chưa kịp định thần thì thân thể đã nằm dưới cát, bị anh đè hẳn lên trên. Môi không ngừng hôn cô, bàn tay chu du khắp nơi. Khi anh đang liên tưởng đến cảnh 18 cộng thì bị đẩy mạnh, cô ngồi bật dậy. Cái người này xấu xa, mặt trời mọc mất rồi. Nhìn đôi môi đang ửng đỏ vì hôn, bĩu da của cô, anh hí hửng. Mặt trời, ngày nào chẳng mọc. Nói xong, không thèm để ý đến ánh mắt hình viên đạn của cô, anh lại cương quyết đẻ cô xuống cát, tiếp tục việc dở dang. Chưa được bao lâu, thì hai điểm đỏ trong áo của anh đã bị cô tập kích, rất mạnh tay. Trong lúc anh oai oái vì đau, Bảo Ngọc đã ngồi dậy phủi quần áo. Cô nở nụ cười rất tươi, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Anh ngồi đây một lúc đi, em về khách sạn trước, trời sáng rồi. Trước khi quay lưng bỏ đi, cô quay lại cảnh báo. Hôm nay ngoan ngoãn cho em, đừng có ghen tuông bậy bạ. Em đừng có đế mấy chú lùn, tiếp cận nữa, thì anh việc gì phải ghen. Không được gọi người ta là chú lùn, tính cách anh xấu xa quá đi, cũng không được khỏa thân xuống hồ bơi nữa nghe không. Bao nhiêu con mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào anh như thế, anh không thấy mắc cỡ xíu nào hay sao? Anh xuống hồ bơi, có mặc quần áo bơi đàng hoàng, mắt nào của em nhìn thấy anh khỏa thân? Cô trừng mắt. Mặc có một mảnh vải bé tí ti như thế thì có khác gì không mặc đâu. Anh toe toét. Anh mặc thế để quyến rũ em thôi, những người khác anh đâu có quan tâm. Cô lườm lườm rồi xoay người chạy về khách sạn. Được một đoạn, cô không nhịn được nữa, miệng cười không thể khép lại. Dọc đường về, lác đác vài người chạy bộ. Ngọc dậy sớm thế em? Em tập thể dục ạ. Chăm chỉ thế, hèn gì thân hình thon gọn là phải. Cô cười cười ngượng ngùng. Về phòng thì Hoàng Nhi mặc đồ bơi ngồi trang điểm. Chị siêng thật đấy, đi chơi mà không quên rèn luyện thân thể. Tranh thủ ngắm bình minh luôn mà. Em chịu thôi, tối qua chị nói về thay đồ rồi không trở lại luôn thế. Bảo Ngọc nói dối không chớp mắt. Ừ, buồn ngủ quá nên ngủ luôn. Cô bé Nhi kể. Nhiều người hỏi chị lắm nhé, giờ mới biết trong công ty lắm anh để ý chị ghê. Làm gì có, đừng có tin mấy anh đấy nói lung tung, họ chỉ chọc chị thôi. Chọc gì mà chọc, chị mở lòng ra tí đi. Bỗng cô bé quay ngoắt người lại nhìn chằm chằm vào Bảo Ngọc. Hay là chị có người yêu rồi? Cô giật mình, không biết nên trả lời thế nào. Thật ra thì cũng có đối tượng đang tìm hiểu. Cô nhấn mạnh, vẫn đang tìm hiểu xem sao. Hoàng Nhi chuốt mascara. Đẹp trai không? Cô nghĩ đến khuôn mặt nam tính, sống mũi cao, làn da lún phún râu của anh. Trông cũng được. Sau này phải ra mắt mọi người đấy nhé, không có được trốn tránh nghĩa vụ đâu. Cô lục vali lấy quần áo đi tắm, trả lời đối phó. Biết rồi, nhất định. Nhìn thấy cô lôi váy maxi ra, Hoàng Nhi ngạc nhiên. Ơ, chị không đi bơi với em à? Thôi, không tắm nữa đâu, chị ở trên bờ thôi, sáng lạnh lắm. Mà em cần gì chị, đi với anh Vũ của em đi. Hoàng Nhi cười hí hí. Bảo Ngọc nhìn khuôn mặt đã được trau chuốt kỹ càng của cô nàng. Em đi bơi mà trang điểm kỹ thế. Hay, da em không đẹp như da chị, sao dám phơi mặt mộc ra trước toàn dân? Một lúc sau, Bảo Ngọc tay trong tay với Hoàng Nhi đi xuống sảnh. Trong khi cô bé Nhi mặc đồ bơi hai mảnh, khoe bộ ngực căng tròn đầy sức sống, thì cô mặc váy maxi hoa cỏ dài đến mắt cá chân, đầu đội nón rộng vành. Hai hình ảnh trái ngược lại tạo nên hiệu quả hút hồn. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, bờ môi đỏ căng mọng, nũng nịu, Bảo Ngọc khiến nhiều người nhìn không thể rời mắt. Cô ngồi xuống một cái ghế dài,
có dù che ngay hồ bơi. Dưới hồ, mọi người đang tung tăng nghịch nước. Thanh Hồng, thân hình cao gầy, làn da sáng, ánh lên dưới ánh mặt trời, đang ôm chiếc áo phao hình con vịt màu vàng nổi bật. Bên cạnh là Lan Phương, tròn trịa đáng yêu, đang cười như nắc nẻ. Chị Hồng ơi, chị làm ơn bỏ cái phao ra giùm em đi, chỗ chị đang đứng có 1m2 à? Hoàng Nhi nhìn thấy hai người bạn thì nhảy bỏm xuống nước, tay quạt quạt vài cái lại gần. Ỷ vào chuyện mình bơi rất cừ, cô bé ôm cổ con vịt kéo ra chỗ nước sâu nhất. Thanh Hồng bị hồng chân, bắt đầu la oai oái. Mang chị vô ngay, mau mau! Ha ha, chị đạp đạp cái chân đi. Bình thường, thấy tính cách chị như đàn ông, hóa ra lại nhát nước vậy à? Ngọc ơi, cứu tôi! Hai đứa quỷ sứ nó ám sát tôi nè, bà kia! Bảo Ngọc ngồi trên bờ cười sặc sụa. Tôi ở trên này chụp hình cho bà, người đẹp bên vịt ha! Bên bờ hồ bên kia, đại bốt áo thun quần sóc, đeo kính râm, nhâm nhi tách cà phê đen không đường, kín đáo nhìn sang. Cô gái của anh cười vang, lộ hàm răng trắng sáng, sáng bừng có một góc trời. Anh lia máy ảnh khắp nơi, như có, như không, chụp hình lung tung. Mọi người đi ngang chào hỏi, anh đều gật đầu cho có lệ. Sáng nay, cô tiếp tân Như Quỳnh, mặc một chiếc váy ngắn hồng dâu, kết hợp với áo hai dây cùng màu và đi đôi giày cao gót màu bạc thời thượng. Thật sự rất đẹp, nhưng hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh. Khoe đôi chân dài miên man, nàng ta sung sính đến cạnh Quốc Thắng. Không thích hợp, che mất tầm mắt của anh, khiến anh bực bội tháo kính râm, mày nhíu lại. Chẳng để ý đến vẻ mặt khá tức giận của anh, nàng ta tươi cười chào hỏi. Anh Thắng dậy sớm thế, anh ăn sáng chưa? Không nể mặt, anh chẳng trả lời mà hỏi lại. Em không có bạn à? Ý tứ là mau đi chỗ khác kiếm bạn mà chơi. Nàng ta có ngu ngốc hơn cũng hiểu, anh thấy mình bị làm phiền, không muốn tự bêu xấu thêm. Dạ, em qua kia chơi với bạn, chào sếp. Anh đeo lại kính, tiếp tục giơ máy ảnh tác nghiệp. Như Quỳnh bĩu bĩu môi, chẳng hiểu đang chụp cái gì mà ghê gớm vậy. Rồi gõ giày cao gót lộp cộp đi về đối diện. Quốc Thắng nghĩ, tại sao Bảo Ngọc mặc màu hồng đáng yêu như thế mà cô nàng này trông thật nhố nhăng. Dưới hồ nước, Hoàng Nhi ngoắc ngoắc Bảo Ngọc. Chị Ngọc, lại đây em nhờ xíu. Cô tiến lại gần, cô bé giơ tay. Kéo em lên cái. Cô không đề phòng, liền bị ba yêu quái kéo thẳng xuống hồ. Tiếng cười giòn tan vang vọng, thu hút không ít sự chú ý. Thanh Hồng, Lan Phương, Hoàng Nhi hợp sức té nước cô. Bảo Ngọc toàn thân ướt sũng nước, lạnh run gập cập, nhưng không tức giận, chỉ la oai oái. Đám yêu nhìn nhện này, trời ác thế hả? Giờ sao mà tôi lên bờ được? Tóc ướt sũ xuống mặt, cô té nước vào ba người bạn thân, cùng đùa giỡn ầm ĩ trong hồ. Quốc Thắng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mặt lại đen lại. Cô mặc váy đấy, ướt nước thế kia, đứng lên thì đãi mắt thiên hạ hay sao? Anh nhanh chóng cầm khăn choàng được đặt sẵn ở ghế đi sang. Thảy xuống hồ, chùm kín đầu cô lại. Mọi người thấy hành động của đại boss thì sững người. Không hiểu ra làm sao, hồ bơi bỗng chốc lặng thinh, nghe được cả tiếng sóng vỗ đằng xa. Trong lúc tất cả còn sửng sốt, thì anh lại trở về chỗ cũ, cầm máy ảnh đi thẳng vào khu buffet ăn sáng. Mặc kệ dân tình sau giây phút lặng im, thì ồn ào như ong vỡ tổ. Thanh Hồng, tay vuốt nước trên mặt, tay ôm cổ con vịt đáng yêu. Ê, chuyện gì vậy ta? Lan Phương ta hét. Á, ống bị ma nhập rồi. Hoàng Nhi chỉ vô mặt Bảo Ngọc. Ống sợ thân hình trẻ con của chị làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ống đó. Bảo vệ hồ bơi tuyết còi, nhắc nhở Bảo Ngọc không được mặc đồ như vậy mà xuống hồ, cả đám le lưỡi xấu hổ. Cô phủ khăn choàng lên vai, leo lên bờ hồ, giả vờ giận dỗi. Mấy người thấy mấy người làm bậy chưa? Xíu nữa, tôi mà bị sếp trách mắng, thì là tại mấy người đó nha. Chuyến du lịch của công ty thần tài năm nay thành công tốt đẹp. Mọi người lên xe buýt ra về, với làn da rám nắng đặc trưng. Ai cũng cười nói hỉ hả. Nhưng vui nhất, có lẽ là đại boss. Gì thì gì, nhờ chuyến đi này,
mà cuối cùng anh cũng đã làm lành với người yêu. Thật không gì thành công hơn. Nhưng cũng không thể không kể đến công lao to lớn của mẫu hậu, đại nhân. Không nhờ bà đã thông tư tưởng cho nàng dâu, thì chuyện bắt đầu được cô. Coi bộ còn gian nan. Quốc Thắng ngồi cạnh Bảo Ngọc, huých huých vào vai cô. Em phải bồi thường, đầy đủ cho anh đấy. Cô nằm tựa vào cửa kính xe buýt, mắt nhắm nghiền trả lời. Được, em mời anh đi ăn sushi. Không được, anh thề, cả đời này không bao giờ bước vào quán đấy nữa. Cô nhếch nhếch môi cười. Thì đến quán khác. Anh nghiêng người về phía cô nhỏ giọng. Nếu có đi ăn, thì anh phải ăn body sushi bày trên người em, mới xoa dịu được nỗi ám ảnh của anh với món sushi. Nghĩ đến cơ thể trần truồng nằm trên bàn, cô đỏ mặt. Anh giả vờ giả vịt nói lớn. Em sốt à? Rồi công khai sờ sờ lên mặt cô. Vui Xuân không quên nhiệm vụ, về đến thành phố, việc đầu tiên của Quốc Thắng là giải quyết đối tượng vo ve bên cạnh cô, người yêu bé nhỏ, một gã chồng cũ thối tha. Lần trước đánh nhau tại đồn công an, anh đã rất chú ý hắn ta lúc khai báo, tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ. Ngay tối đó, anh đã thuê thám tử tư điều tra anh ta. Chưa đến một tuần, một tập hồ sơ chi tiết về người này đã được chuyển đến tay anh. Hóa ra là dân xây dựng, vậy thì quá dễ cho anh rồi. Chỉ một con kiến hôi nhỏ bé, anh nhếch mép. Một cú điện thoại là mày mất việc ngay. Công ty nơi Hồng Phúc làm việc là một công ty xây dựng nhỏ, chuyên nhận thầu các công trình của công ty bất động sản lớn. Quốc Thắng là người có trí nhớ khó ai bì kịp, nhìn sơ đã nhận ra công ty này từng làm việc cho công ty thần tài. Ông giám đốc thuộc hàng xuân xoe nịnh bợ, có số có má. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, với tình cảm thắm thiết của anh và Bảo Ngọc hiện giờ, hắn ta cũng khó gây được sóng gió gì. Nếu cô biết anh chơi bẩn sau lưng, thì có khi lại giận anh cũng nên. Tốt nhất, án binh bất động, xem tình hình thế nào đã. Ngoài việc khá ấm ức về cái mác chồng cũ, thì anh tự tin nghĩ hắn ta chẳng xứng đáng là đối thủ của anh. Cuối cùng, Quốc Thắng đã có thể ngẩng cao đầu khi Bảo Ngọc xét duyệt cho phép anh gặp bố mẹ vợ. Lần đầu ra mắt, dù lăn lộn trên thương trường nhiều năm, anh vẫn cảm thấy khá hồi hộp. Biểu hiện của anh quyết định cả hạnh phúc trong tương lai, không thể không có cảm giác áp lực. Anh hỏi ý cô chỉ buông một câu. Đừng phô trương. Anh trợn mắt. Thế nào là phô trương? Anh là người phô trương bao giờ, cùng lắm thì chỉ đi cái xe hơi đắt tiền một chút. Nói ra mới nhớ, cô không thích nó, cần phải đổi rồi. Buổi ra mắt của con rể với bố mẹ vợ cũng coi như suôn sẻ, hình tượng mặt lạnh, hung thần ác sát để ra sau đầu. Quốc Thắng nhập vai thanh niên ngoan hiền, lễ độ, miệng luôn tươi cười. Với sự tư vấn nhiệt tình của bà Quỳnh Như, quả cáp cũng vô cùng lễ độ mà vẫn thể hiện được tấm lòng. Bảo Ngọc nấu ăn dưới bếp để mặc anh ngồi đối phó với cha mẹ. Ông bà Trần Bình cả đời sống ngay thẳng, hiền lành cũng không có ý gây khó dễ gì với cậu thanh niên đẹp trai trước mặt. Nhưng với kinh nghiệm đau thương lúc trước, lần này ông bà không mấy tin tưởng vào con mắt nhìn người của con gái mình. Sau khi hỏi những vấn đề kiểu như bao nhiêu tuổi, làm gì, quê ở đâu, gia đình có mấy người, thì bất ngờ ông Trần Bình hỏi. Mục đích của cậu khi tiếp cận con gái tôi là gì? Quốc Thắng ngơ ngác, không nghĩ bố vợ chuyển tông đột ngột như vậy, nhưng đầu óc nhanh nhẹn của anh xử lý ngay. Kết hôn ạ, con yêu cô ấy, nên mục đích đương nhiên là muốn kết hôn với Ngọc. Ông Bình uống một ngụm trà rồi hỏi. Cậu hiểu nó bao nhiêu mà vội vàng muốn kết hôn? Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Con không dám cam đoan mình hiểu hết được Ngọc, nhưng con biết cô ấy cần gì nhất ở người đàn ông, và con tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Ngọc. Bà Yến ngồi yên lặng bỗng lên tiếng. Thế nó cần gì? Quốc Thắng khẳng định. Sự chung thủy. Ông Bình mỉm cười, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng như tính cách của ông. Đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của nó, con gái bác là đứa ngang bướng. Nó đã cho rằng cháu rất tốt,
dù ai nói gì, nó cũng không nghe đâu. Và nó cũng cứng rắn, mạnh mẽ lắm. Một khi nó đã quyết tâm, thì không bao giờ thay đổi. Vì vậy, nếu cháu thật lòng yêu thương nó, thì hai bác cũng không ngăn cấm gì. Người làm cha, làm mẹ như hai bác, không mong gì hơn là con mình được yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn hai bác. Thế ý của Ngọc thế nào? Dạ, cô ấy vẫn chưa đồng ý. Ông Bình gật gù. Cũng phải, hai đứa nên tìm hiểu thêm về nhau, đừng vội vàng. Bà Yến đứng lên xuống bếp phụ con gái để cho hai người đàn ông thoải mái nói chuyện. Quốc Thắng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cùng đánh cờ tướng với bố vợ tương lai. Vẻ trầm ổn, tự tin, không xiểm nịnh của anh khiến ông Trần Bình rất hài lòng. Tướng tá cao to, phong độ, gia cảnh tốt lại không phải là thứ công tử bột ăn bám bố mẹ. Nói chuyện với người lớn lễ độ là điểm bố mẹ Bảo Ngọc đánh giá anh khá tốt. Ăn uống xong, Bảo Ngọc tiễn Quốc Thắng ra cửa. Anh với ba mẹ em nói chuyện thế nào? Anh giơ ngón tay cái. Bàn chuyện cưới xin. Cô cười, đánh mạnh vào vai anh. Đừng có vớ vẩn, em không có lấy chồng đâu. Anh xoa xoa vai, rồi bất ngờ hôn lén lên môi cô. Em lấy anh, chứ thằng nào tên chồng đâu mà, ha ha. Không để cho cô phản đối, anh bước ra chiếc xe Land Cruiser mới, rẻ tiền, hạ cửa kính, mi gió cô rồi mới phóng xe đi, miệng vẫn cười toe toét. Trong lúc Quốc Thắng còn chần chờ, chưa xuống tay với Hồng Phúc, thì bà Thi, mẹ anh ta xuất hiện tại nhà Bảo Ngọc. Hai tháng trời, bà ta không nhận được tiền con trai gửi về, cảm thấy chắc chắn là Hồng Phúc bị cô xúi giục. Trong mắt bà ta, Bảo Ngọc chính là con yêu tinh không biết điều. Tưởng tiểu thư khuê các, gia đình giàu có, bà mới chấp nhận cô về làm dâu, cưng như trứng mỏng. Hóa ra cũng chỉ là loại có tiếng mà không có miếng, để con trai bà phải chịu uất ức, làm việc cực khổ. Giờ đã bị con trai bà bỏ mà vẫn bám riết không buông, đúng là thứ bám sai như đỉa. Con trai bà mê muội, bỏ bê cha mẹ không lo, chạy theo loại yêu tinh không biết xấu hổ ấy. Vậy thì bà phải vào tận nơi dạy dỗ cho thứ ấy một bài học. Với suy nghĩ cao siêu ấy, bà bắt xe vào Sài Gòn. Hồng Phúc đang ở Phan Thiết giám sát công trình, nghe điện thoại của mẹ, vội vã xin nghỉ phép vài ngày về thành phố. Bà Thi là người đàn bà dẻo miệng, chỉ vài câu đã khiến anh ta tin tưởng mẹ sẽ giúp mình làm lành với vợ. Cái Ngọc, nó tốt với bố mẹ lắm, con cứ dẫn mẹ đến nhà nó, mẹ gặp ông bà xui nói vài câu, còn hơn còn chạy theo nó nói trăm câu đúng không? Mẹ phải hứa là đừng nói gì tổn thương cô ấy đấy. Bà Thi ngọt ngào. Mẹ là mẹ của mày, mẹ có làm gì cũng là vì mày hết con ạ. Vì những lời ngọt nhạt của bà, Hồng Phúc chở bà đến nhà Bảo Ngọc. Nhìn ngôi nhà sang trọng trước mặt, bà Thi bực bội nghĩ thầm. Giàu có thế này mà sống chả biết điều. Hồng Phúc nhấn chuông. Nghe tiếng chuông, bà Yến mở cửa chính nhìn ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy anh con rể và bà suy gia cũ đang đứng đấy. Mẹ, con, Phúc Đề ạ, con với mẹ con đến thăm ba mẹ. Bà Yến nghĩ, anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, phép lịch sự của nhà giáo không cho phép bà từ chối khách. Bà Yến đành ra mở cổng rào, mời hai người khách vào nhà. Bà Thi nhẹ nhàng. Chào bà Xui, bà khỏe không? Chào chị, tôi vẫn khỏe. Nói về tuổi tác thì ba mẹ Bảo Ngọc lớn hơn bố mẹ Hồng Phúc vài tuổi, nhưng bà Yến vẫn lịch sự gọi bà ta là chị. Bà Thi bước vào, mắt ráo rác nhìn quanh. Nhà ông bà Xui đẹp quá nhỉ? Cảm ơn chị, cũng bình thường thôi, mời chị ngồi. Sau khi mời nước, thì bà Yến gọi ông Trần Bình xuống tiếp. Bà thật sự không muốn nói chuyện với những hạng người cháo trở như gia đình này. Chào ông Xui. Không dám, chị nên gọi tôi là ông Bình thì hơn. Chúng ta không còn là Xui gì nữa cả. Bà Thi mặt sượng chân, ông Bình nói tiếp. Chẳng hay, hai mẹ con chị đến đây làm gì? Nói thật, chúng tôi không hoan nghênh các người đâu. Hồng Phúc vội vàng nói. Bà, con biết lỗi rồi,
lần này con và mẹ con đến đây là mong ba mẹ nói giúp để Ngọc tha thứ cho con. Đừng gọi ba lung tung, tôi vô phước, không có con trai bảo bối như anh. Bà Thi uống một ngụm trà rồi lên tiếng, giọng điệu nhẹ như không. Ông suy nói như thế, trách thằng Phúc nhà tôi vậy là không đúng rồi. Nó cũng có gây nên lỗi lầm gì to lớn đâu. Còn gái ông làm vợ lại không biết cách chiều chồng, kiểm soát chi tiêu của chồng. Tính tình đã vô tâm lại ngang bướng, khiến người làm mẹ chồng như tôi, dù rất yêu thương nó, cũng không thể cản con trai bỏ nó được. Ông Bình nhíu mày, máu nóng bắt đầu dồn lên não, chưa kịp phản ứng lại thì bà Thi miệng lưỡi như rắn độc lại tiếp. Ông bà ăn ở thế nào để khi con gái thì sống sung sướng, nhà cao cửa rộng thế này, còn con rể thì làm việc như cu ly. Tôi là tôi vốn không muốn nói ra đâu, vì nghĩ dù sao hai đứa nó cũng đã ly dị rồi. Nhưng con gái ông lại chẳng biết điều, cứ bám riết lấy thằng Phúc. Bà Yến đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt bà ta. Bà ăn nói hàm hồ, còn Ngọc bám lấy thằng Phúc bao giờ? Hồng Phúc nghe mẹ lên tiếng, giật mình nhưng không dám lên tiếng. Bà Thi vẫn nhẩn nha uống trà. Vẫn biết đàn bà một đời chồng thì khó mà có ai thèm để mắt đến nữa. Nhưng không nên, vì thế mà không buông thằng Phúc nhà tôi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ có định nói giúp con không thế? Bà ta liếc xéo mắt sang con trai. Con im ngay, mẹ vì con mới đến đây. Rồi xoay sang nhìn ông bà Bình. Nó mà muốn quay lại với con trai tôi, ông bà thì phải dạy nó biết cách sống, làm sao cho phải đạo làm dâu, biết tôn trọng chồng. Ông Bình tăng xông, đầu óc choáng váng, không nói lên lời. Bảo Ngọc và Quốc Thắng vừa bước vào nhà, nghe thấy những lời hàm hồ của bà Thi, cô chạy lại đỡ ba, rồi gào to. Hai người cút ngay cho tôi! Hồng Phúc hốt hoảng. Em, nghe anh giải thích, anh với mẹ đến đây, chỉ muốn em cho anh một cơ hội quay lại thôi. Mắt Bảo Ngọc đỏ hoe. Cút ngay! Cô không nghĩ sai lầm của mình, lại khiến có lúc cha mẹ mình bị xúc phạm như thế này. Hồng Phúc chụp lấy tay cô lôi kéo. Anh đã kiếm đủ lại tiền chúng ta tiết kiệm rồi. Anh sẽ chuyển sang tài khoản cho em ngay. Chúng ta làm lại từ đầu đi em. Quốc Thắng dùng sức đẩy anh ta ra xa. Anh quay sang đó nói với cô. Kiểm tra xem ba có sao không. Người này để anh xử lý. Mặc kệ Hồng Phúc nói nhăng nói cuội, anh lôi tuột anh ta ra ngoài. Bà Thi đang thao thao bất tuyệt thì đơ người lắp bắp. Người này là ai? Nhìn Quốc Thắng cao to, cường tráng, lấn át con rể cũ, bà Yến như có chỗ dựa, tự tin tăng thêm một bậc. Đây là con rể tôi, mời hai mẹ con bà rời khỏi nhà tôi ngay. Lần đầu tiên biết thế nào là lớn tiếng, bà Yến vỗ vỗ ngực, thoải mái hết sức. Thấy con trai đang bị lôi ra ngoài, bà Thi cun cút theo sau, nhưng vẫn cố quay đầu lại nói nốt. Nhà tôi còn chưa đòi lại xính lễ cưới nữa đấy. Quốc Thắng tống cổ mẹ con bà ta ra thì đóng cửa khóa chốt. Tao đã cảnh báo mày, tránh xa cô ấy ra. Tao xưa nay không nói hai lời. Mày về nhà thu dọn đồ đạc về quê luôn, đừng quay lại. Tao còn cho mày con đường sống. Mày mà còn lảng vảng quanh cô ấy thì bỏ nghề luôn đi là vừa. Anh cầm điện thoại gọi ngay cho tên giám đốc công ty X nói vài câu. Đầu bên kia dạ liên tục. Trong lúc bà Thi trố mắt nhìn chiếc xe Lancia mới trước cửa thì Hồng Phúc ngơ ngẩn như người mất hồn. Anh ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tâm thần bấn loạn, điện thoại reo anh ta cũng không biết. Bà Thi nhắc. Điện thoại kìa con. Ông giám đốc trực tiếp gọi điện thông báo. Ngày mai lên công ty chủ động làm giấy xin thôi việc. Công ty vẫn sẽ bồi thường hợp đồng đầy đủ. Ông ta bảo. Cậu động phải đối tượng không nên động rồi. Thôi thì về quê làm lại từ đầu. Anh ta cứng người, hiểu ra người đàn ông kia nói chơi. Hồng Phúc nhìn mẹ mình rồi nói. Con bị đuổi việc rồi. Bà Thi không hiểu nổi tại sao bên này vừa cảnh báo, 5 phút sau con trai bà bị đuổi việc. Cuối cùng thì người đàn ông mới của cô con dâu cũ là thần thánh phương nào? Một người đàn bà miệng lưỡi lươn lẹo như bà ta lần đầu tiên trong cuộc đời liên tục lắp bắp.
Cái gì? Quốc Thắng đẩy xe máy của anh ta ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa vào nhà. Ông Bình uống thuốc xong thì đã bình tĩnh lại. Ông nói với anh, cũng may là hôm nay con đến chơi, nếu không chỉ có hai ông bà già này ở nhà thì không biết làm sao. Bảo Ngọc ngồi cạnh ông cúi gầm mặt. Con xin lỗi ba, cũng tại con. Ông Bình xoa đầu cô. Con thì có lỗi gì chứ, chỉ trách chúng ta già đầu rồi mà không biết nhìn người, để cho con gái phải chịu thiệt thòi. Hai mắt cô đỏ hoe, Quốc Thắng lên tiếng. Hai bác yên tâm, họ sẽ không đến làm phiền nữa đâu ạ. Con sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng nếu có người vẫn cố tình đến đây, hai bác đừng mở cửa, cứ gọi điện cho con. Bà Yến ngại ngùng. Lúc nãy bác nhận vơ con là con rể, con không trách chứ? Anh cười toe toét. Con mừng không hết, bác khuyên Ngọc hộ con, cho con sớm ngày hữu danh hữu thực ạ. Bảo Ngọc xấu hổ. Anh nói năng linh tinh. Cả nhà cười vui vẻ, xóa tan chuyện bực bội vừa xảy ra. Bà Yến hối hả. Ăn cơm thôi, chuẩn bị xong hết cả rồi. Trên bàn ăn, bày đủ các món, bà Yến liên tục gắp cho Quốc Thắng. Con ăn đi, có hợp khẩu vị không? Món này Ngọc thích nhất này. Bảo Ngọc la làng. Mẹ, món con thích, sao mẹ không gắp cho con? Lại cần mẹ mời à? Đừng có làm trò, lo ăn đi. Ăn uống xong, Quốc Thắng tự nhiên đeo tạp dề phụ Bảo Ngọc rửa chén bát. Bà Yến xua đuổi. Lên nhà chơi đi con, để đấy, để đấy. Anh cười nheo hai mắt. Bác ơi, khoa học chứng minh, vợ chồng cùng nhau rửa chén thì tình cảm tăng lên gấp đôi đấy ạ. Ồ, thế à? Ông Bình, lần sau ông phải rửa chén chung với tôi, nghe không? Ông Bình cười hề hề. Tôi với bà tình cảm lắm rồi, không gấp đôi lên được nữa đâu. Chọc cả nhà cười vang. Vì Quốc Thắng muốn lên tham quan phòng Bảo Ngọc nên cô dắt anh lên lầu. Bà mẹ cô ngồi ở phòng khách xem tivi. Vào phòng đóng cửa, cô bĩu môi. Lại còn thắm quan cơ đấy. Ha ha, từ hồi ba mẹ về đến giờ, anh đã bước chân vào phòng em đâu. Thì anh tham quan, xem có khác gì không? Anh đúng là gian xảo. Quốc Thắng ôm cô, rồi thả người xuống giường. Tay xoa xoa cặp mông tròn trịa của cô. Môi cũng không an phận tập kích khắp mặt cô. Cô khúc khích. Đừng có làm bậy, ba mẹ ở ngay dưới nhà. Em còn chưa có tắm rửa gì đâu. Tham quan nhanh lên rồi về đi. Anh mặt dày, một chút thôi. Hành động của anh nhanh hơn lời nói. Váy cô đã bị tốc lên cao. Bảo Ngọc cắn môi, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng. Hồng Phúc lặng thinh chờ bà Thi về nhà trọ. Anh ta không nói lời nào với mẹ mình. Bản thân chìm đắm trong những kỷ niệm xưa. Lần đầu tiên gặp tại lớp học ngoại ngữ, cô thắt hai bím tóc, nhí nhảnh hồn nhiên, anh ta đã bị nụ cười của cô thu hút. Rồi từ đó, chỉ nhìn thấy mỗi cô mà thôi. Cả hai yêu nhau không vụ lợi, cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp. Và từ lúc nào, anh ta lạc lối, hình bóng cô mờ dần với những cuộc hẹn hò tốn kém và đầy nhục dục. Anh ta như say, như mê với thân hình bốc lửa, tính cách phóng khoáng của cô nàng hot girl. Chìm đắm trong niềm vui mới mà quên đi người vợ hiền đang chờ mình từng ngày. Đến lúc tỉnh tan, ngoảnh đầu nhìn lại, người phụ nữ mình thật sự yêu thương đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Yêu nhau dài như thế, anh ta vẫn không biết cô là người mạnh mẽ và dứt khoát. Lỗi lầm của anh ta tuyệt đối không có cơ hội sửa sai. Bà Thi cho rằng khi ly dị, Bảo Ngọc không thể tìm được người nào tốt bằng con trai bà. Lấy được Hồng Phúc, cô đã là trèo cao, ngoại hình không tương xứng, bù lại gia đình khá giả nhưng không biết o bế con rể, bị chồng bỏ thì chỉ là thứ phế phẩm. Bà không nhìn thấy điểm tốt đẹp của cô, nhưng Hồng Phúc thì rất rõ ràng. Khi đánh mất cô rồi, anh ta mới biết cô hoàn hảo thế nào. Cô không những xinh đẹp, đáng yêu, độc lập tự chủ, lại giỏi nữ công gia chánh. Vốn tự tin vào tình cảm nhiều năm giữa hai người, anh ta cho rằng sớm muộn cô
cô cũng trở về với mình. Nào ngờ cô lại tuyệt tình đến thế, giờ anh ta đã mất tất cả, mang mẹ mình đến nhà cô, không ngờ gây hậu quả nghiêm trọng đến nỗi công việc cũng không còn. Hai mắt Hồng Phúc ửng đỏ, thả mẹ mình trước cửa phòng trọ, anh ta phóng đi luôn, mặc kệ tiếng gào thét của bà Thi phía sau lưng. Dừng ở quán nhậu ven đường, Hồng Phúc liên tục nốc bia, miệng lẩm bẩm. Đây chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng. Anh ta cần phải say, càng uống, anh ta càng nhớ cô quay quắt. Tiếng cười giòn tan của cô vang mãi trong đầu, miệng kể ly bia, nhưng mũi anh ta chỉ ngửi thấy mùi hương của cô. Tiếng chuông điện thoại reo mãi không ngừng, gã xăm trổ bàn bên cạnh khó chịu, quay sang nhắc nhở. Máu nóng bốc lên đầu, anh ta đứng bật dậy chửi thề. Điện thoại tao reo, mắc chó gì tới tụi mày? Đám anh chị đứng hết dậy, không nói hai lời, xông vào đấm đá. Hồng Phúc đơn thương độc mã, bò lê bò càng dưới đất ôm đầu, toàn thân ê ẩm, nhưng anh ta cảm thấy vẫn không đau bằng nỗi đau đang dày xéo trong tim. Miệng tóe máu, nước mắt trào ra, anh ta không còn sức đứng dậy. Đám anh chị đạp thêm vài cái vào người Hồng Phúc, không thấy anh ta phản ứng gì thì kéo nhau bỏ đi. Chủ quán bực tức, móc điện thoại trong túi quần anh ta ra, gọi điện cho bà Thi đến mà mang con trai về.